Xin chào tất cả mọi người, bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách giải chi tiết từng bước một cho câu này như sau. Đầu tiên, trong trường hợp này, chúng ta sẽ sử dụng tích phân biến đổi số. Thì chúng ta sẽ đặt u bằng 2x. Sau đó chúng ta đạo hàm cho hai bên, thì chúng ta sẽ có du bằng 2dx. Chúng ta biết ở đây có x, ở đây chúng ta có u bằng 2x, như vậy chúng ta chia 2 vế cho số 2. Chúng ta biết ở đây không có số 2, như vậy chúng ta chia 2 vế cho số 2. Và chúng ta sẽ đổi cận số 0 và số 2. Chúng ta biết x bằng 0, đó là cái cục này. Thì chúng ta thế số 0 vào đây, u bằng 2x, thì chúng ta sẽ tính được u bằng 0. Tiếp tục, chúng ta có x bằng 2. Chúng ta thế số 2 vào cái cục u bằng 2x, 2 nhân 2 sẽ là 4. Như vậy chúng ta sẽ có một cái tích phân mới. Đó chính là tích phân từ 0 cho đến số 4. X ở đây chúng ta sẽ thế thành u chia cho 2. 2x chúng ta sẽ biến thành chữ u. Dx chúng ta sẽ biến đổi thành du chia cho 2. Như vậy chúng ta có số 2, nhân với số 2 chúng ta sẽ có số 4. Như vậy chúng ta sẽ sử dụng phương pháp tích phân từng phần. Như vậy chúng ta sẽ đặt V sẽ bằng U, đạo hàm cho hai bên, DV bằng DU. DT sẽ bằng cái cục này. Nguyên hàm cục này chúng ta sẽ có T bằng FU. Như vậy, chúng ta có 1 chia 4, chúng ta vẫn phải giữ nguyên. Chúng ta để 1 chia 4 ở đây. Như vậy, chúng ta sẽ có V nhân T, có nghĩa là U nhân với lại FU. Chúng ta có cộng là từ 0 cho đến 4. Trừ đi DV nhân T, như vậy là chúng ta có tích phân từ 0 cho đến 4. Và chúng ta sẽ có FU DU. Chúng ta biết nguyên cái cục này sẽ bằng 32. Tại vì á, nếu mình có U hết rồi, mình đảo ngược lại X thì cái giá trị của nó vẫn giữ nguyên, không thay đổi. Như vậy sau khi chúng ta có cái cục này, chúng ta sẽ bỏ số 4 và số 0 vào. Như vậy chúng ta 4F4 trừ cho 0F0. Như vậy cái cục cần tính ở đây đó chính là chữ Y, mình thế thành chữ Y. Chúng ta biết số 4 nhân F4 thì chúng ta biết F4 ở đây chính là 48. 48 nhân cho 4 thì chúng ta sẽ ra là 192. Còn này số 0 thì ra số 0. Như vậy, cái cục này quá dễ rồi. Chúng ta chỉ lấy 32 nhân 4, sau đó đẩy cái cục 32 nhân 4 sang trái, trừ y sang phải.
và chúng ta sẽ ra kết quả cuối cùng. Đó chính là 64. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình.